một đoàn quân bước trên đường gần bình minh lấp lánh trăng trời xa, miền biên giới xanh thầm hạt sương lóng lánh cánh lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm giúp bước trong đoàn quân gần thái lá bao mùa gôi. Đoàn quân chiến đấu xa làng quê, mẹ ơi thấy yên lòng, dù bao dáng lâu ngày tháng Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm giúp bước trong đoàn quân. À, ai gọi đời ta gần vang núi sông, tiếng ru của mẹ chúng con đi qua phiếu ước vọng, son sắc nguyên thề vì non nước hiến thân đời con, vì quê hương thiết tha đời con. À, ai cạo đầu ta, đầu ta láng cho giống như mới cạo. Tao mày hát tao bài mày. Tao mày hát hả? Ừ. Em giờ hát nhạc gì cũng không à, không có nhạc giống như Quỳnh. Tại đây mày hát cái gì cũng được. Tụ má tao chơi lăn ba vô bộ gì tao hát được cho. À, mẹ ơi, những ngày con vắng xa mẹ, những ngày dài bằng thế kỷ, nhìn hình mẹ cho đỡ nhớ. Mẹ ơi, ước gì giống tố qua đi, những ngày thôi không phân ly, chúng ta hôn chung mái nhà. Mẹ ơi, khi xa mẹ tuổi thơ như mất đi, tình yêu thương chan hòa, tình em như suối mơ, tình cao như biển cả, tình sâu như biển rộng, nói sao cho vừa mối tình của mẹ. Mẹ ơi, những lời con viết cho mẹ, dẫu là lời tình bé nhỏ mà đầy tình thương nỗi nhớ. Mẹ ơi, ước gì giống tố qua đi, những ngày thôi không phân ly, ta cùng hợp trong mái nhà. Buồn không? Buồn không? Nè tao. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, nên với tôi kề đắng tuổi hơn, lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đâu mẹ gặp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn không rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày, lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa vạn người, sao ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Ghê chưa, ghê chưa? Hay quá, hay quá. Ghê, đó, ghê. Chuyện này ai show lên live show là đủ má, nổi tiếng thế giới với tao, mày nổi tiếng thế giới luôn, cho tao Dũng đĩa luôn. Nghe chưa? Ừ. Chuyện này lên gặp hoài Linh đi, nói giờ em muốn tạo album mà không có tiền, coi nó nói sao.